ở mùa 1 tới giờ em thấy chị nhắc đi nhắc lại cái cụm từ làm này làm kia Nó rất là nhiều em nhiều ghim chị vậy ghim mà phải ghim cho em nhưng mà thật vì em rất là ấn tượng với cụm từ làm này làm kia ừ. nhưng mà chính bản thân của em khi em trò chuyện với các bạn thì em cũng thấy nhận thấy một điều rằng là nhờ mình nhiều khi mình nói với các bạn mình thấy nó hơi bị sổ sàng và nó nó thật có sợ các bạn bị tổn thương ừ. tại vì nhiều khi các bạn nói là và em muốn à, em không biết em làm cái này có được không em không biết em thích cái gì em không biết đi nhưng làm mà đây, đấy nhưng mà không có làm để biết là mình thích hay không thích tức là em cảm giác là mọi người dừng lại ở cái chuyện rằng lẫn nằm ở trong suy nghĩ của mình tôi muốn hoặc tôi không muốn ừ. đúng không nhưng mà làm thử đi thì bắt đầu là mọi người cảm giác là bị ngại vận động Sao? bị lười tư duy bị sợ mình phải mất công mất sức để để biết rằng là ở ừ, làm này không hợp làm cái kia ừ. không hợp thì có phải cái cảm giác đó là một trong những cái nguyên nhân làm cho mọi người thôi cực quá thôi cứ để trong đầu nó tốt hơn sướng hơn rồi cứ khổ hoài với cái trong đầu đó sao em lại dùng từ là một trong những nguyên nhân mà em không nghĩ rằng đó là tất cả nguyên nhân <laughs> thôi, em vẫn nghĩ là có những nguyên nhân khác từ từ chút xíu em bóc tách coi nó còn hay không thì đó nó là một cái nguyên nhân cốt lõi cốt lõi phải không à, vì như vậy nè đã nói đến làm này làm kia mà cuối cùng không làm thì coi như không có một cái gì diễn ra hết trơn á nó, nó diễn ra ở đây Đúng cứ rồi. Ra ở đây thôi. À thực ra nó sẽ có hai cái vấn đề trong cái mô tả của mẫn mà mình cũng muốn các bạn phải nghiêm túc. Có nghĩa là ở đây câu chuyện nó là vậy nè, các bạn có thực sự mong muốn khám phá bản thân các bạn không? Ừ. Còn nếu các bạn nói là có, có thì phải làm, còn nếu như có nhưng mà không làm là nghĩ nghĩ chơi, nghĩ chơi, không có chơi. Ngồi chơi gì chơi không có đẹp. Rồi. Có thì đây là hai thứ mà các bạn phải thực hành nè. Ok. Là không được để những cái vấn đề của bản thân mình nó trở nên trừu tượng. Ví dụ như là ờ, em buồn em buồn chuyện gì em buồn vào vào buổi nào trong ngày khi em nghĩ tới cái điều gì nó làm cho em buồn hoặc là em tuột mút em tuột vào lúc nào ờ, em em làm cái gì thì em sẽ bị tuột mút mà em làm cái gì thì em không bị tuột mút một ngày em tuột mút bao nhiêu lần có nghĩa là chúng ta sẽ phải cụ thể hóa cái tình trạng tâm lý của mình đó là cái điều mà các bạn cần phải lưu ý thông thường chỗ này là cái chỗ mà mình cũng thỉnh thoảng mình live stream à không mình cũng không thỉnh thoảng đâu mình cũng đang nhiều đó à, okay. Thì mình có bực như mọi người cái này mình nói rất là chân thành mình có bực khi mình nghe các bạn mô tả về vấn đề của các bạn mình biết cái chuyện mình bực nó rất là vô lý trong vai trò của mình nhưng mà nhưng mà cho tôi làm con người bình thường đi tôi có bực à, em à, cuộc sống của em bế tắc hôn nhân em không hạnh phúc chồng em em buồn chồng em với chị ơi ủa làm sao là là cái gì thì đó là cái từ khóa đầu gọi là cái vấn đề đầu tiên các bạn phải thực hành cho bằng được là khi các bạn có một sự trợn trạo gì đó có một sự hoang mang gì đó có một cái sự mất phương hướng gì đó em không biết em muốn gì thì bây giờ ngay lập tức bạn phải ngồi bạn đi sâu vào cái vấn đề đó em không biết em muốn gì vậy thì cái mà em em không biết đó, là nó muốn về nghề nghiệp hay nó muốn về thu nhập hay nó muốn về trải nghiệm cuộc sống hay nó muốn về món ăn hay nó muốn về cái sự thụ hưởng cái gì đó em phải em phải gom nó lại thành những vấn đề một cách rất là chi tiết và cụ thể ừ. chứ không thể nào chung chung em không biết em muốn gì chứ em không biết em không muốn em không biết là mình muốn cái gì là trên cái chuyện gì thì đó là điều đầu tiên tức là mình dùng cái từ nó hơi nó hơi hán việt một xíu đó là cái chuyện bạn phải minh định ra được yeah cái cái gọi là cái mong cầu của bạn đó là cái điều đầu tiên là trên lĩnh vực gì thôi. Còn mà mình mong cầu cái gì thì từ từ mình bóc tách nhưng mà đầu tiên phải xác định được là mình đang muốn giải quyết cái phần việc lớn nào trong cuộc đời của mình, chuyện ăn, chuyện yêu, chuyện học, chuyện ở, chuyện kết giao xã hội, chuyện du lịch hay là hay là chuyện gì. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai nè. Là các bạn sẽ phải hiểu rằng là mình đang bị rào cản nào. Cái rào cản mà mẫn mô tả là nó đúng. Có nghĩa là thông thường thứ nhất là bạn bị rào cản bởi thói quen Mà cái thói quen này đầu tiên mình không muốn nói cái gì cho nó mơ hồ Nó là thói quen về đồng hồ sinh học ừ. Giữa cái việc mà bạn thức dậy lúc 7 giờ rưỡi sáng với cái việc là để làm một cái việc gì đó cho câu chuyện khám phá bản thân Bạn phải dậy từ lúc 6 giờ ừ. sáng Nó là một câu chuyện bạn không muốn thay đổi rồi Ê, Dậy từ 6 giờ sáng Trong khi mình đã ngủ quen đến 7-8 giờ Cả 3 tháng nay là một sự thử thách Không có giỡn mặt được đâu vậy thì bây giờ muốn thay đổi không muốn thay đổi thì bây giờ phải rèn từ đồng hồ sinh học nghĩa là bạn đi vào những cái nó vật lý nhất nó gọi là nó trực quan nhất thấy được hành động nhất chứ không còn là nằm trong nằm trong tâm tưởng nữa ừ. một sáng dậy lúc mấy giờ ăn thì ăn bao nhiêu khoảng thời gian thậm chí bạn nào mà đây ệt định lượng ra luôn đi là ăn lần mấy chén rồi một ngày ăn bao nhiêu bữa rồi ăn ở cái vị trí nào có nghĩa là khi chúng ta càng mơ hồ thì chúng ta càng phải trả câu chuyện cuộc đời của mình về chỗ cụ thể nhất. Nguyên tắc giải quyết vấn đề là như vậy. Vấn đề càng mơ hồ thì càng biến nó thành cái cụ thể. Cái khúc này là cái khúc mà em nghĩ là mình nên bóc tách nó ra và chia sẻ với các bạn một cách cặn kẽ. Tại giờ mình bóc 8 lớp bánh rồi đó mà. Chưa, tại vì em thấy như vậy nè. Cái điều mà em chị nói em hiểu là bởi vì cái này là em em nghĩ như vậy nha. Có lẽ chăng là vì chị em mình đều là những người kiểu nhiều lý tính Mình theo di vật biện chứng rất là rõ ràng Mình lý tính nên là khi mà mình đối diện với một cái vấn đề Cả mình trong tâm tưởng của mình hoặc là hành động đi Thì chị nói rất là đúng là buồn Thì buồn cái gì? Mình phải đối thoại bản thân mình đúng không? Hoặc là mơ hồ là mơ hồ cái gì? Thì những người như chị, như em hoặc là những bạn mà Có cái tư duy logic hoặc là lý tính đó, Thì bạn làm chuyện đó dễ thì đa phần những người mà không biết mình muốn cái gì thì lại em không phải là nhà tâm lý nhưng em cảm giác rằng là những người mà đang rơi vào tình, tình trạng đó thì lại là những người không phải là những người lý tính cho nên là biểu bạn là bạn buồn buồn cái gì vậy ngồi đối thoại và đẻ ra 100 câu hỏi cho chính mình đi thì giờ bạn không làm được thì bây giờ cái em em nghĩ gì nè là bây giờ làm sao để giúp cho những bạn mà không rõ ràng đó đó bây giờ làm sao để bạn bạn trả lời tại vì giờ bạn chị kêu bạn đặt câu hỏi nhưng bạn không thể đặt được giờ làm sao để giúp bạn đặt á thực ra cái vấn đề lớn nhất của những cái bạn mà đang không biết mình muốn gì á yeah. là các bạn không có thay đổi chất liệu cuộc sống ừ, em đồng ý với cái cái ý kiến này chúng ta không có thay đổi chất liệu cuộc sống thì chúng ta không thể thấy được cái mới để chúng ta biết được rằng là mình có đang hợp với cái gì đó khác yeah, là... đúng, 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 <laughs> hay không đúng, đúng. mà chúng ta chỉ cảm thấy rất là tù túng rất là gọi là chúng ta bị 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 bị, bị giam cầm trong một cái nhịp sống rất, rất là quen thuộc mà vốn đang là cái nhịp sống mình đang không có vui lắm thì làm sao mà bạn có được hứng khởi và bạn biết ừ. được mình là ai vậy thì cái cái bài tập của các bạn lúc này nó sẽ là một cái bài tập gì là phải có chất liệu mới trong cuộc sống của mình và không cần mới lắm các bạn không có cần mới lắm đổi cái quán cà phê bạn đang ngồi đi đổi một cái uh, kênh thông tin bạn đang xem đi đi gặp một người nào đó mà nếu như bạn là sinh viên hay là bạn trẻ bây giờ đâu có thiếu cơ hội để bạn được gặp mình vẫn biết nè nếu như bạn đang là sinh viên trường đại học nào cũng có những cái chương trình ngoại khóa gặp gỡ thoát xô mỗi tuần khoa mình không có thì mình qua khoa kế bên mình ngồi mình giữ đâu có ai cấm các bạn đâu các bạn đóng tiền học phí một tính chỉ tùy trường nhưng mà tiền của một tính chỉ đâu chỉ dùng cho mỗi cái việc lên lớp gặp giảng viên bạn được xài tất cả mọi cái diễn biến hoạt động mà trường bày ra cho sinh viên mà nếu bạn đang là người lao động có nhà văn hóa thanh niên có cà phê học thuật cuối tuần ngoài phan kế bến quận 1 ở thành phố hồ chí minh các thành phố lớn khác cũng có có những cái workshop online miễn phí. Các bạn hãy thay đổi cái hoạt động của mình đi, một tuần một lần, hoặc một ngày một lần nếu như đó là hoạt động nhỏ. Hãy cho mình trải nghiệm những cái trải nghiệm mới, dù đó là ăn, chơi hay học, thì đều hãy có một cái mới đi. Thì tự nhiên bạn sẽ nhận ra là ô mình được tiếp nhận một cái chất liệu mới, thì bên trong của mình nó sẽ đáp ứng lại một cái rung cảm. Thì chính cái rung cảm đó nó bắt đầu cho chúng ta có những cái cảm nhận nó khác đi, mình bắt đầu hiểu về mình nhiều hơn theo kiểu là mình thật sự chắc chắn là thật sự là không thích cái này thiệt hay là biết đâu chừng mình lại thích mình lại thích mà trước giờ là do nó bình thường quá mình không nhận ra cái rung cảm mang tính mạnh mẽ cho nên mình nghĩ là mình không thích nhưng mà biết đâu khi mình mình lạ mình thích thiền sao